Thôi em đừng có lau nữa, nó có hoạt động được đâu mà lau. Trời ạ, cứ mặc kệ nó đi. Dạ. Từ mai em sẽ đi làm, mọi chuyện trong nhà anh đừng có lo, có em mà. Sao cũng để anh chết quách như cho xong, sống như này thì có ích gì nữa. Anh đừng nói như thế nữa được không? Em xin anh đấy. Nếu anh không thể cố gắng vì anh thì hãy cố gắng vì em, vì con có được không? Cố gắng bằng cái chất tàn phế này à? Ngay cả việc đi vệ sinh cũng nhờ đến vợ con à? Thôi đi ra đi. Na. Anh nhanh lên con, còn phải đi học. Ô kìa, thế vẫn chưa ăn xong mà muộn giờ thế cơ. Mà sao bình thường thích ngồi với bố thế lại ngồi đấy? Bố khát xưa rồi. Ăn nhanh lên rồi đi học. Em chán anh lắm rồi đúng không? Thế thì ly hôn đi. Quyền nuôi con anh cũng để cho em đấy. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Chỉ vì không thể đi lại mà anh trở thành con người như thế này à? Anh thế đấy thì sao nào? Em mệt lắm rồi, không muốn nói chuyện với anh nữa. Vẽ tranh đẹp quá. Bố ơi, bố đỡ đau chân chưa ạ? Bố đỡ rồi con gái ạ. Con chào bố ạ.
Bố không sao? Bố ơi, để con giúp bố nhá. Không cần đâu. Mà sao giờ này con gái còn chưa đi ngủ? Bố ơi, bức tranh lần trước con vẽ, con đã cho cánh thiên thần vào chân của bố rồi. Con mong bố sẽ đi lại được à. Con gái ngoan của bố. Con gái cứ lên đi ngủ trước đi nhá. Vâng ạ. Con gái cứ lên đi ngủ đi nhá. Gái yêu của bố đi học về rồi à? Bố đi được rồi. Bố ơi, bố đi theo con nhé. Một, hai, một, hai. Bố ơi, bố. Con gái rượu của bố đấy à? Hôm nay bố tự tập một mình. Con gái đi ngủ sớm đi, mai con đi học nhá. Nhưng mà để con giúp bố cho. Con gái mà không nghe lời bố là bố không tập đâu. Thức khuya, ngày mai mắt lại thâm như gấu trúc đấy. Bố hứa với con là bố phải tập nhá. Được rồi, bố hứa, bố hứa. Con gái ngoan của bố. Ôi dồi ôi, lại còn giúp bố à? Ôi dồi giỏi quá. Rồi, bố cảm ơn con gái rượu nhá. Cho bố thơm một cái. Ngoan lắm nhá, thôi đi ngủ đi. Con gái, bê bát canh ra bàn cho bố. Vâng ạ. Cẩn thận nóng đấy. Mình vừa về đấy à? Chuyện này là thế nào? Chẳng phải mình muốn anh quay trở lại như ngày xưa à? Bây giờ anh quay trở lại rồi đây này. Có phải không con gái? Vâng ạ. Bố lên tập đi đấy mẹ à. Con phát hiện ra đầu tiên. Ồ, thế à? Bây giờ em không còn phải gồng gánh một mình nữa đâu. Ơ kìa, còn đứng đấy làm gì nữa? Vào ăn cơm thôi. Em quên mất.